Thế bây giờ thôi cô cứ bắt đầu đi. Cho cái này xuống để mà dáng. À, thế thì hôm nay ta sẽ học một cái phần bệnh lý về bệnh lý cầu thận. Tóm lại là cứ một chuỗi bệnh lý cầu thận đi, các loại. Thì đây là slide tiếp theo, là không đi được nhỉ. Nhìn được slide Cho thứ hai cái của chị trước. rồi đấy. Rồi, nhưng mà đang cho cái này xuống rồi mà ấy. À, rồi. Các em đọc nhá, bệnh nhân nữ 72 tuổi này. Trước đây 3 tháng thì được xét nghiệm chẩn đoán là tăng huyết áp, bệnh thận mãn tính. Vì người ta thấy là có tăng huyết áp rồi có creatinine 170 là cái chẩn đoán ở tuyến dưới và điều trị hạ áp không thường xuyên. Bệnh nhân có thoái hóa khớp gối hai bên nhiều năm, điều trị được bằng thuốc glucosamine thôi, creatinine 1400 mg một ngày. Khi đau nhiều thì có uống các thuốc giảm đau chống viêm là acoxia 60 mg một ngày. Nhưng bệnh nhân không điều trị thường xuyên, khoảng sau 2-3 ngày đỡ đau thì bệnh nhân có dừng thuốc. 2 tuần trước vào viện thì bệnh nhân mệt, ăn uống kém, có gầy sút cân. Bệnh nhân khám tại bệnh viện huyện thì phát hiện có thiếu máu, phù nhẹ hai chân, huyết áp tăng thất thường, kèm theo ho có đờm, thỉnh thoảng có lợn dây máu thì được điều trị bằng kháng sinh Guram và Amlodipine là thuốc hạ áp cũng như là lợi tiểu 1 viên một ngày. Cộng với sắt đường uống thì bệnh nhân thì lo lắng thì lại đi khám và điều trị nhập viện tại bệnh viện Bạch Mai. Vậy thì các bạn sẽ tìm kiếm các cái triệu chứng cơ năng gì khác, triệu chứng thực thể cơ năng gì khác và các xét nghiệm cần làm. Nào, các bạn có thể nói hoặc các bạn có thể chat cũng được. Và cái slide này rất là dở. Như nào nhỉ? Chào cô Hà, cô Hà đang vướng mắc cái gì đấy ạ? Có cần phải hỗ trợ kỹ thuật gì không ạ? Đang mình đang sâu sâu slide và đề nghị các bạn ấy có ý kiến mà chưa thấy như nào nhỉ? Chưa thấy ai ý kiến là như nào. Các em nội chú 44 mở mic nhá. Em nào có ý kiến thì giơ tay cho cô để ý kiến với cô nhá. Các em nội chú 44. Chào cô Hà, cô Hà có cần phải hỗ trợ kỹ thuật gì không? Thì đấy, mình chưa thấy có ai nói năng gì. Không hiểu các em có xem nghe được không? Các em vẫn xem được bình thường mà, mình vẫn nhìn thấy, vẫn nghe thấy cô Hà nói mà. Ồ, thế nhưng Bây mà giờ đang hỏi là đang nghĩ cô có ạ. thể cô Hà có thể nhắc các bạn ấy, nếu mà một bạn nào muốn thắc mắc cái gì thì các bạn ấy bật unmute cỡ cái âm thanh lên thì các bạn ấy có thể phát biểu. Các bạn ấy đang gợi ý cô Hà gọi đích danh tên của bạn nào kìa. Các bạn có nghe thấy cô Hà nói không nhỉ? Thử lên tiếng để cho cô Hà yên tâm cái. Dạ vâng, em nghe thấy rõ cô ạ. Có cô ạ. Mời em nghe rõ ạ. Cô Hà unmute lên đi. Cô Hà đang bị tắt mic rồi ạ. À. Đây, mưu đây. Cả lớp đã nghe thấy cô Hà nói chưa nhở? Các bạn đã nghe thấy không? Dạ, bọn em nghe rõ cô ạ. Em nghe được cô ạ. Đấy, cái đã xem được cái ca lâm sàng kia nhở? Dạ, chúng em đang xem đây rồi cô ạ. Bây giờ thì muốn đề nghị các Cô Hà cái ấn slide show lên cho các bạn nhìn cho rõ ạ.
Không, slideshow sẽ rất là khó vì là nó lại trôi những cái hình kia của chị không làm được. Như thế này các bạn ấy xem được rồi. Thế thì nếu mà đã giảng như thế này thì tất cả các bạn đều có ý kiến được, thì kể cả các bạn chuyên khoa 1 cao học có ý kiến thì cứ trình bày nhá. Tất cả các bạn đăng ký học, các bạn nào có ý kiến thì các bạn đề nghị nhá. Một trăm ba mươi mốt người. Chưa thấy ai ký ý kiến nhỉ? Các bạn tương tác trực tiếp đi ạ. Đừng 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 chat nữa vì cô Hà cũng không 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 thể đọc được hết chat đâu ạ. Các bạn tương tiếp cái chat chị cũng chưa nhìn thấy cái chat ở đâu em ạ. Chưa nhìn thấy có các bạn nhìn chat cái chat đây này, các bạn ấy đang hỏi đây này. Thưa cô, xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh, xét nghiệm thường quy, xét nghiệm theo dõi là các bạn đang chat, nhưng mà các bạn tương tác trực tiếp đi, đây hôm nay chị là không thể nhìn thấy cái chat của các bạn đâu cả. Chưa nhìn thấy các chat của các bạn đâu. Không hiểu sao lại không nhìn thấy nhỉ? Phải bấm vào chat. À đây. Khi vào viện thì bệnh nhân đi tiểu thì số lượng ít. Bệnh nhân không có khó thở. Vào viện thì không có sốt. Tìm các xét nghiệm, tìm các nguyên nhân bệnh, xét nghiệm thường quy, theo dõi bệnh, xét nghiệm công thức máu, sinh hóa cơ bản, tổng phân tích nước tiểu, protein niệu, mỡ máu, điện giải đồ, canxi, siêu âm ở bụng. Nhưng các bạn nghĩ tới cái gì để các bạn định hướng để tìm cái gì, tìm bệnh lý gì?
Các bạn tìm bệnh lý gì? Có nghe được không nhỉ? Dạ chúng em nghe rõ cô ạ. À, bệnh nhân này làm nghề tự do. Sinh con 2-3 con bình thường, tiền sử gia đình không có gì đặc biệt. Có thể là suy thận, biến chứng tăng huyết áp. Ờ, chưa biết. Bệnh nhân có ho đờm trắng. Tức là trước hết nhá, thì bây giờ mình xem mình phát hiện thêm triệu chứng gì đã, đúng không? Xong mình định khám, tìm hiểu các triệu chứng cơ năng và thực thể. Bệnh nhân có đau ngực không, ho đờm màu gì, khám phổi có gan không, bệnh nhân làm nghề gì, sinh bao nhiêu con, tiền sử gia đình. Em chào cô, em là Quang Học Nội. Em thưa cô là bệnh nhân vào thì theo như cô bọn em đọc được thì là bệnh nhân 72 tuổi. Bệnh nhân vào cái phù nhẹ, gần sút cân thời gian gần đây, có ho đờm, thỉnh thoảng lẫn dây máu. Trước hết là và có bệnh cảnh tăng huyết áp và suy thận phát hiện gần đây 3 tháng. Thì trước khi vào viện thì em xin đề xuất làm các xét nghiệm bilang viêm, đầu tiên là công thức máu, CRP có thể là thêm màu lắng bilang viêm. Thứ hai là xét nghiệm đến cái vấn đề ure creatinine để đánh giá chức năng thận của bệnh nhân. Bệnh nhân xét nghiệm dài, bệnh nhân có phù, xét nghiệm protein albumin. Và hiện tại là bệnh nhân ho có đờm lẫn máu thì em đề xuất là làm X quang phổi, có thể để cấy đờm, có thể định hướng tìm nguyên nhân, có thể là lao. Bệnh nhân có gầy sút gần đây và gầy nhanh như vậy cũng không loại trừ được các nguyên nhân tính, nhưng trước hết là đánh giá X quang phổi để xem có chị làm thêm CT hay không. Đó. Thì sau đó thì soát đánh giá chung là có siêu âm ổ bụng, xem nước tiểu. Ngoài ra bệnh nhân cao tuổi thì vẫn làm thêm điện tim. Sau đó thì khám và đánh giá thêm, khám thêm hạch ngoại vi các thứ khác. Sau đó thì dựa vào các kết quả xét nghiệm có và cộng thêm cái lâm sàng có thêm thì để sẽ đề xuất thêm sau ạ. Trước mắt thì ngay lúc ban đầu thì em xin đề xuất những xét nghiệm đó. Như vậy là ở đây thì tổng hợp thêm các ý kiến của các bạn đánh ở trên này thì là thấy rằng là các bạn đề nghị xem là khám xem là có hội chứng thiếu máu, thiếu máu cấp không, có hội chứng thiếu máu cấp không, có hội chứng nhiễm trùng không, đúng không? Rồi, thế thì cái phần khi vào viện. Khi vào viện thì bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, da xanh niêm mạc nhợt vừa, phù hai chân, trắng mềm mấn lõm, đau hai khớp khối, không có nóng đỏ, không xuất huyết dưới da, tim đều, phổi thông khí giảm, nghe có ít gian nổ đáy phổi, tiểu vàng trong 700ml 24 giờ, huyết áp thì 170, nhiệt độ là 37 độ C. Tức là không có xuất huyết dưới da này, da xanh niêm mạc nhợt vừa thôi này, phù hai chân này, trắng mềm mấn lõm này, có nước tiểu ít đúng không? Các xét nghiệm làm khi vào viện thì đầu tiên mình làm về huyết học, công thức máu, đông máu cơ bản đúng không? Các cái test cung trực tiếp gián tiếp, sinh hóa ure, creatinine, điện giải đồ, đường, men gan, canxi, bộ mỡ máu, C3, C4, phốt pho, kháng thể, kháng nhân, kháng chuỗi kép, tổng phân tích nước tiểu, protein niệu 24 giờ, creatinine niệu. Các em còn định làm thêm cái gì nữa không? Bệnh nhân có cất sinh trên lâm sàng,
chẩn đoán nghĩ tới đợt cấp suy thận mạn, bệnh lý cơ thận, đề nghị thêm lâm sàng có bệnh cảnh của suy tim không? Bệnh nhân trên lâm sàng thì bệnh cảnh của trên lâm sàng thì suy tim không rõ, bệnh nhân khó thở nhẹ thôi. Có thể trên xét nghiệm thì không biết, nhưng mà trên lâm sàng thì chỉ khó thở khi khó thở vừa và khi gắng sức thôi. Và cất sinh trên lâm sàng không có. Đề nghị sát ferritin sang ferrin, bây giờ làm thêm proBNP. X quang tim phổi vì bệnh nhân có ho máu và gian nổ, muốn chụp X quang ngực thẳng, đúng không ạ? Chụp phổi. Bây giờ trên cái bệnh nhân ý, các em nghĩ tới những tình huống bệnh lý gì có thể xảy ra? Có những loại bệnh lý gì có thể gặp ở bệnh nhân này? Định lượng đường máu, siêu âm ở bụng, đề xuất làm định lượng đường máu. Ho máu chưa rõ nguyên nhân. Bệnh của thận, bệnh hệ thống, viêm phổi, viêm đau khớp. Tức là hiện tại thì bệnh nhân có một cái thiếu máu nhá, có phù này, có tiểu ít đúng không, có tăng huyết áp, đau khớp kiểu bệnh nhân, các em lưu ý là bệnh nhân này 72 tuổi nhá, thiếu máu, xem là có tương xứng với mức độ suy thận không. Bệnh nhân có thể có đợt cấp suy thận mạn do trước đó dùng thuốc chống viêm giảm đau nông steroid, hay là bệnh ác tính, hay là ung thư. Thế thì ở cái bệnh nhân này về triệu chứng khi mà khám bệnh ấy thì người ta cũng không có xuất hiện các cái hạch ngoại biên. Mình sờ là không có hạch. Gan không to, tĩnh mạch cổ không nổ và không có dấu hiệu suy tim phải. Và bệnh nhân khó thở nhẹ khi gắng sức, khi đi lại vận động mạnh. Khi đi lại vận động nhiều một quãng đường dài thì bệnh nhân có khó thở nhẹ. Như vậy là bệnh nhân có thể là các em tìm hiểu bệnh lý về đa u tủy xương, đợt cấp suy thận mạn và có bệnh hệ thống, hoặc là do có dùng chống viêm giảm đau nông steroid. Thì bệnh nhân này thuốc chống viêm giảm đau thì bệnh nhân có thỉnh thoảng dùng và dùng đến 2-3 ngày. Và trước khi vào viện 2 tuần là bệnh nhân đã không dùng rồi. Chờ cô một tí. Ơi! Thế thì tóm lại là bệnh nhân này mình phải nghĩ tới đúng là có phải đợt cấp của suy thận mạn không, và cái suy thận này là do cái gì, đúng không? Có bệnh lý hệ thống không? Có bệnh đau tủy xương không? Có bệnh ác tính không? Ung thư vì bệnh nhân là 72 tuổi. Như vậy là mình sẽ phải làm thêm các cái siêu âm ổ bụng, đúng không? Siêu âm thận tiết niệu, X quang ngực thẳng, điện tâm đồ, siêu âm tim, siêu âm khớp gối, huyết tủy đồ. Bệnh nhân tăng huyết áp thất thường cần loại trừ tăng huyết áp thứ phát. Bây giờ một số kết quả xét nghiệm bệnh nhân có đây.
Một số kết quả có là có hồng cầu hemoglobin giảm. Với đông máu cơ bản bình thường. Test cum trực tiếp và gián tiếp âm tính. Ure lúc vào viện là 16,5 creatin 250, đường bình thường, potit thấp, albumin thấp, men gan bình thường, canxi bình thường, điện giải không có vấn đề gì đặc biệt, mỡ máu cũng không vấn đề gì đặc biệt, mỡ máu lại còn hơi thấp, đúng không? Sắt, ferritin thấp, transferrin thấp, đúng không? Bạn nào cho tính cho cô dự trữ sắt là bao nhiêu nào? Đánh giá loại trừ bệnh ác tính thôi, bệnh hệ thống thì bệnh nhân 72 tuổi tìm nguyên nhân cũng không có nhiều ý nghĩa nữa. Bệnh nhân 72 tuổi vẫn có thể có bệnh lý hệ thống không? Có. Có đúng không? Thực ra bệnh lý hệ thống có thể gặp ở tất cả các lứa tuổi, chứ không phải là chỉ có một lứa tuổi nào. Đấy. Tất nhiên là mình phải cần phải loại trừ các bệnh lý hệ thống rồi. Một xét nghiệm nữa là các cái anti ANA dương tính nhẹ, DSDNA thì âm tính, C3C4 ở trong giới hạn bình thường, protein niệu 3 gram và 24 giờ là 2,4 gram trên 24 giờ, hồng cầu là 250 tế bào. Siêu mổ bụng 2 thận kích thước bình thường, tăng nhẹ echo ranh giới thủy vỏ rất rõ, X quang ngực thì mờ lan tỏa rốn phổi hai bên, siêu âm tim thành thất trái dày, buồng thất trái giãn, chức năng tâm thu thất trái giảm nhẹ, F 43%, hở hai lá hở chủ và áp lực động mạch phổi tăng nhẹ, siêu âm khớp gối hai bên có ít dịch khớp gối hai bên, huyết tủy đồ tủy giảm sinh nhẹ, dòng hồng cầu, hồng cầu lưới bình thường, không có tế bào bất thường. Soi dạ dày thì không có viêm dạ dày. Về CRP máu thì CRP máu thì tăng nhẹ thôi. Ở cái này bình thường là 0,5 thì ở bệnh nhân này là 1,5 CRP 1,5. Siêu tim EF có giảm 43. Đấy, tức là cái khi mà vào viện ấy thì người ta mới chỉ có được những cái xét nghiệm như vậy. Mới được định hướng là những cái xét nghiệm như vậy. Vậy thì trước mắt mình nghĩ tới cái hướng chẩn đoán gì cho cái lúc khởi đầu? Dự trữ sắt là 20,634. Vậy thì mình chẩn đoán là gì? Mình chẩn đoán sơ bộ lúc đầu là gì? Kết quả nước tiểu là protein niệu 24 giờ 2,4 gram. 24 giờ hồng cầu niệu 250. Mạch cầu niệu âm tính. Siêu âm Doppler mạch của bệnh nhân thì không có vấn đề gì.
Viêm gan B, viêm gan C. BC bình thường, âm tính. Không có viêm gan. Viêm phổi đợt cấp, suy thận mạn do viêm cổ thận, tăng huyết áp, suy tim. Viêm phổi đợt cấp, suy thận mạn do viêm cổ thận mạn. Giả sử bệnh nhân tăng huyết áp và có suy tim nhẹ. Cân nặng và chiều cao, bệnh nhân này là cao 1m62 mà cân nặng 45kg. Gầy, nhân này là bình thường cũng gầy nhưng mà khoảng 2 tuần nay thì giảm 1,5 cân. Viêm phổi đợt cấp, suy thận mạn do lupus. Tại sao lại nghĩ tới lupus? Sao nghĩ tới lupus? Là cổ thận 17. Thiếu máu chưa rõ nguyên nhân, tăng huyết áp, suy tim. Một bạn nghĩ tới là đợt cấp suy thận mạn do lupus. Có lý do gì để bạn nghĩ tới lupus? Bệnh theo dõi bệnh thận IgA, viêm phổi, suy tim F 43%. Cũng có lý nhỉ? À, bạn nào còn có cái chẩn đoán gì khác không? Đi tới cái chẩn đoán đầu tiên nhé, bạn đầu tiên nhé. Viêm phổi đợt cấp, suy thận mạn do viêm cầu thận mạn, tăng huyết áp, suy tim. Thế thì còn bỏ sót cái gì? Ở đây là cái thiếu máu đúng không? Thiếu máu mình chưa giải thích được đúng không? Vì em tính là em tính mức lọc cầu thận như thế này thôi. Nhưng mà creatinine người ta có 270, 250 đúng không? Thì thiếu máu này nó có tương xứng với creatinine không? Ho máu và bệnh lý khớp, thế thì xếp vào cái gì? Của Thanh này. Ho máu và bệnh lý khớp, tự dưng lại ho máu bệnh lý khớp thì mình xếp nó vào nghĩ tới bệnh lý gì? Dạ cho cô ạ. Cô vừa hỏi là có thiếu bệnh lý gì nữa thì trên cái chẩn đoán đầu tiên của bạn ấy thì còn bỏ sót tình trạng ho máu và bệnh lý khớp của bệnh nhân trong chẩn đoán đầu tiên cô đọc ạ. Em biết rồi, mạng của em nó chậm nên nhá. Có một bạn là nghĩ tới là chẩn đoán viêm phổi 2B này, đợt cấp suy thận mạn này, theo dõi do viêm cầu thận mạn, thiếu máu chưa rõ nguyên nhân, tăng huyết áp, suy tim. Bệnh khớp là người ta có bệnh thoái khớp từ trước đấy. Hiện nay thì vào có đau khớp, không sưng nóng đỏ. Liệu là cái khớp này nó có liên quan gì không? Ho máu lẫn đờm thôi, lẫn với đờm và ho ra dây máu. Có viêm khớp, tổn thương thận, kháng thể, kháng nhân âm tính. Kháng thể DSDNA âm tính, còn ANA thì dương tính nhưng không có giá trị nhiều, không phải là dấu hiệu để chẩn đoán. Đúng không? ADA thì bệnh nhân khoảng 3 điểm. 3 điểm này thì cũng lại vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Thế vậy thì mình nghĩ tới cái gì? Bệnh nhân này có một cái suy tim nhẹ này, có tăng huyết áp này. Vậy thì cái tăng huyết áp, suy tim nó có thể là bệnh riêng của cái của bệnh nhân không? Hay là nó nằm ở trong cái bệnh cảnh của đợt này, đúng không? Mình phải đưa ra một cái khả năng ý. Thứ hai là cái thiếu máu mình chưa rõ là cái gì. Và có phải bệnh nhân này có một cái bệnh hệ thống hay không?
Mặc dù là làm các cái yếu tố về kháng thể kháng nhân thì không rõ ràng. Đấy. Và khớp đau thì hiện, với giai đoạn hiện tại thì cái đau khớp nó cũng không rõ ràng của cái bệnh lý hệ thống, đúng không ạ? À, nhưng mà rõ ràng là bệnh nhân có một cái gì đấy mà nó mình còn chưa giải thích được. Bệnh lý ác tính, kích thước thận bình thường, thiếu máu không tương xứng, hội chứng cận u, thiếu máu, mệt mỏi gây sút. Ở bệnh nhân này thì sau đấy thì sẽ yêu cầu thêm các cái xét nghiệm, đúng không? Em thưa cô, cái này có một là ho máu, hai là nước tiểu, có cả hồng cầu nữa. Thì mình nên làm PNK, CNK, các bệnh về mạch. Các bệnh về mạch. Vâng. Thế thì lúc đầu vào người ta được chẩn đoán là một cái, theo dõi một cái viêm cầu thận mạn tăng huyết áp và nghĩ tới đợt cấp của suy thận mạn chưa loại trừ bệnh hệ thống, có biến chứng suy tim và lại viêm phổi, cộng thêm và thiếu máu thiếu sắt. Thì trước mắt theo những cái triệu chứng và các cái xét nghiệm thăm dò mình làm ấy, thì mình mới nghĩ được tới vấn đề là rõ ràng là có tổn thương cầu thận, rõ ràng là có tăng huyết áp, rõ ràng là có đợt cấp của suy thận, đúng không? Bởi vì là trước đấy người ta đã có creatinine 170 và bây giờ người ta lên 250. Nhưng người mình vẫn chưa loại trừ được một cái bệnh lý hệ thống, bởi vì bệnh nhân có một cái thiếu máu, mình chưa biết là cái gì, đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là người ta có suy tim và có phải có viêm phổi, vì người ta có ho đờm, có máu và tăng CRP cũng như là tăng bạch cầu ở trong máu, đúng không ạ? Cộng thêm một cái thiếu máu thiếu sắt. Thế thì chính vì cái chẩn đoán như vậy, bây giờ chúng ta phải chưa loại trừ được cái bệnh lý ác tính, đúng không? Thì chúng ta sẽ đề nghị làm thêm. Thế thì để cô sẽ sâu một cái điều trị. Đây là theo cái chẩn đoán như thế này, đúng không ạ? Đây là hoàn toàn là bệnh nhân là có thực và theo diễn biến của bệnh. Thế thì người ta điều trị thì mục tiêu là sẽ là hạ áp, đúng không? Thì người ta mình xem là mình có sử dụng các cái thuốc hạ áp như thế nào cho phù hợp. Thứ hai là có bù albumin không? Thứ ba là có bù sắt không? Có dùng lợi tiểu không? Hay là chế độ ăn như thế nào? Với cái tình trạng như trên và với cái chẩn đoán như trên thì các em sẽ cho ý kiến tham khảo về cái điều trị này sẽ là như thế nào. Thì sau đấy thì nó sẽ có là một cái diễn biến bệnh tiếp theo thì mình lại phân tích tiếp. Như vậy với cái chẩn đoán này chúng ta có nhất trí không đã nào? Chẩn đoán trước mắt với các cái dấu hiệu mà bệnh nhân có đã. Rồi. Kháng sinh, đúng rồi, mình phải cho kháng sinh. Thế thì trong cái phần điều trị, bệnh nhân kể cho kháng sinh, đúng không? Thêm kháng sinh vào đây. Đồng ý. Thế thì thuốc huyết áp, mình sẽ đi theo cái mục tiêu là thuốc huyết áp nào sẽ dùng. Hạ áp sẽ dùng ức chế men chuyển, do thuốc sẽ làm giảm protein, mất con nước tiểu, các bạn có nhất trí không? Các bạn có đồng ý không? Không ạ. Tại sao? Em thưa cô, vì cái này đáng sợ là đợt cấp của suy thận mãn, cho nên là mình chưa sử dụng ức chế men chuyển hay ức chế thụ thể, vì nó cái chức năng thận sợ là dùng cái này cái chức năng thận nó sẽ suy lên nữa, thành thế là mình không theo dõi được ạ. Chính xác là không dùng ức chế men chuyển ở giai đoạn này, mặc dù bệnh nhân có suy tim, đúng không? Tức là mình sẽ phân tích xem là có nên dùng hay không và dùng với mục tiêu gì. Vì các bạn sợ suy tim thì các bạn dùng trên men chuyển, đúng không? Nhưng trên lâm sàng bệnh nhân có một cái biểu hiện về lâm sàng không nặng nề.
Và nếu như cái huyết áp của bệnh nhân được điều chỉnh tốt bằng các huyết áp khác thì giai đoạn này chưa dùng mức chế men chuyển hóa thì bởi vì bệnh nhân đang có đợt cấp của suy thận thì không dùng. Đấy, thì chúng ta sẽ không dùng chế men chuyển hóa chế thụ thể ở giai đoạn này. Mình có thể dùng các loại thuốc hạ áp khác, đúng không ạ? Có thể dùng chạy canxi hoặc là thuốc các cái thuốc huyết áp khác phối hợp. Câu hỏi thứ hai, bù albumin có bù không? Albumin, để cô xem. Albumin của bệnh nhân. Albumin 27,6. Trước mắt là chưa bù albumin, đúng không? Vì albumin bệnh nhân vẫn trong cái giới hạn cho phép, chưa đến mức mà nó gây ra cái biến chứng của cái đúng. Chưa mức gây ra các biến chứng, đúng không? Thì chưa bù albumin vội. Lợi tiểu furosemide có dùng không? Tức là bù như thế này. Tuy nhiên ở cái bệnh nhân này người ta ăn uống rất là kém, cho nên trong cái chế độ ăn vẫn phải là chế độ ăn có nhiều protein. Mặc dù mình chưa bù albumin bằng đường truyền, đúng không? Nhưng mình vẫn phải bù bằng cái đường ăn uống, trước hết là bù cái đường ăn uống cho người ta đã. Bởi vì là bệnh nhân có gầy sút cân, đúng không? Bệnh nhân rất là gầy, BMI rất là thấp. Thế thì tiếp theo là bù sắt. Với cái dự trữ sắt là 20 thì có bù sắt đường nào? Đường uống hay đường truyền? Đường uống. Tại sao không bù đường truyền? Có chỉ định bù truyền không? Bù đường truyền không? Bây giờ bệnh nhân này có chỉ định bù sắt truyền không? Có chỉ định bù sắt đường truyền không? Bệnh nhân này có chỉ định bù sắt đường truyền. Tuy nhiên, vì cái dự trữ sắt là 20 thì là rất là thấp rồi. Và dưới 30 là có chỉ định có thể để bù được rồi. Tuy nhiên ở bệnh nhân này các em cần lưu ý cái gì? Nếu truyền sắt thì lưu ý gì? Cần lưu ý gì? Những vấn đề gì ở bệnh nhân này? Một là bệnh nhân có suy tim. Hai. Hai là huyết áp cao, đúng không? Nếu mà truyền sắt có nguy cơ gì? Dị ứng. Dị ứng thì tất cả các thuốc đều có nguy cơ dị ứng rồi. Phù phổi. Đúng không? Làm tăng suy tim, và nếu mà huyết áp không điều chỉnh được thì nó sẽ rất là nặng cái suy tim lên, đúng không? Lợi tiểu có dùng không? Phần lợi tiểu này furosemide có dùng không? Có thể dùng cho bệnh nhân. Đúng không? Có thể dùng được cho bệnh nhân. Chế độ ăn thì lúc nãy chúng ta nói rồi, đúng không? Vẫn phải ăn cái chế độ vẫn có đạm cho bệnh nhân. Chứ không phải ăn chế độ theo cái kiểu mức lọc cầu thận các em tính là 17 ml được, đúng không? Bởi vì bệnh nhân mặc dù có suy thận nhưng mà cái dinh dưỡng rất là kém và albumin thấp thì vẫn phải ăn chế độ ăn đạm bình thường. Tiếp theo sẽ đến cái diễn biến bệnh.
sau vào viện 4 ngày thì tình trạng bệnh nặng lên, phù tăng lên, bệnh nhân tăng lên 2 cân nữa, khó thở khi đi lại và vệ sinh cá nhân. Mặc dù vậy là huyết áp chỉ có 140 đến 150 thôi, ho nhiều, ít đờm và máu tươi, thấm gạc, không có sốt. Nước tiểu thì ít dần đấy, số lượng nước tiểu chỉ là 400-500ml trên 24 giờ. Xét nghiệm làm lại thì ure tăng lên 20, creatinine tăng lên 320. Thế thì có những vấn đề gì cần đặt ra? Sau đấy lại xuất hiện cơn tăng huyết áp khó kiểm soát, cần duy trì bơm tim điện. Bệnh nhân ho máu liên tục, cần truyền khối hồng cầu và xuất hiện vô niệu mặc dù lợi tiểu với liều bơm tim điện. Và creatinine máu tăng cao trên 500 micromol cần phải chỉ định lọc máu cấp cứu. Vậy thì có những cái vấn đề gì ở cái bệnh nhân này? Bệnh nhân nhiều đạm, thừa dịch, suy thận cấp. À cái này là một cái gì đấy? Các bạn comment về vấn đề gì? Về vấn đề truyền sắt à? Nhiều, tìm nguyên nhân ho máu, chế độ ăn từ trước, thừa dịch, suy thận. Như vậy lại bệnh nhân là rõ ràng là thừa dịch. Vì xuất hiện nặng lên mà, các triệu chứng lâm sàng nặng lên rất là nhanh, đúng không ạ? 4 ngày điều trị thì lại nặng lên. Không đỡ đi mà nặng lên, mà lại ho máu rất là nhiều, xuất hiện cơn tăng huyết áp và creatinine máu tăng rất là cao, vô niệu. Giống như phù phổi cấp và bệnh nhân được chỉ định lọc máu cấp cứu. Đúng không? Như vậy sẽ phải đặt ra câu hỏi, ho máu này là do bệnh lý hệ thống hay là do phù phổi? Đúng không? Có thể là do phù phổi, cũng có thể do bệnh lý khác. Mặc dù huyết áp của người ta có 140-150 thôi, đúng không ạ? Vậy thì có phù phổi không? À, đấy, đúng không? Thế thì bây giờ các em gợi ý làm thêm những cái xét nghiệm gì? Đấy, bây giờ cô mới đang hỏi là với tình trạng như thế này cần làm thêm những cái gì? Cần làm thêm xét nghiệm gì? Thứ nhất là chụp cắt lớp ngực, MRCT, động mạch phổi, CT phổi. Đồng ý, làm thêm cái gì nữa? Cần làm thêm cái gì nữa? Còn gì nữa không? Còn làm thêm cái gì nữa không? Kháng thể kháng INDSNA. DSNA là âm tính rồi, IN thì dương tính nhẹ rồi. Còn gì nữa không? Đã giải quyết được là ho máu do bệnh hệ thống hay phù phổi chưa? Dedima, sơ mạch chi dưới. Gì nữa? Hết chưa? Albumin có tiếp tục hạ không? Albumin không hạ. Albumin vẫn ở trong giới hạn như vậy. Siêu âm mạch thận, mạch cổ bụng có nghĩa đến tắc mạch phổi ở bệnh nhân này không? Đúng. PNK, CNK và làm lại test cung. Như vậy là theo ý kiến các em là sẽ xảy xem là có phải chụp cắt lớp phổi này, siêu âm mạch này, chi dưới mạch thận này, mạch cổ bụng này. Nghĩ tới tình huống có tắc mạch phổi không, DDME bao nhiêu, PNK, CNK và test cung như thế nào? Còn ý kiến gì nữa không? Cấy đờm. Bệnh nhân cấy đờm này thì mấy lần đều cấy đờm âm tính rồi.
kết quả đây. X quang phổi lại nhá, thì có hình ảnh mờ lan tỏa hai phổi, có hình ảnh phù phổi này. Chụp CT ngực thì lại có hình ảnh xuất huyết và xuất tiết hai phổi, có tràn dịch màng phổi nhẹ hai bên. Đông máu cơ bản PT, APTT, INR giới hạn bình thường, D-dimer hơi cao 6,87. Nghiệm pháp rượu Volcala thì âm tính. Vậy thì phải đề nghị làm thêm PNK, CNK nữa đúng không? Và bệnh nhân này có xét nghiệm là CNK dương tính. CNK dương tính. Bệnh nhân này rất là hay và tương đối khó vì là người bệnh nhân nhiều tuổi. Bệnh nhân này thực ra là người ta nằm ở bên vào tim mạch vì tăng huyết áp. Sau đấy thì diễn biến lên rất là nặng. Và sau đấy thì người ta phải hội chẩn nhiều chuyên khoa. Sau đấy thì mới đưa ra các cái xét nghiệm như này. Và cuối cùng thì bệnh nhân tìm được là cái PNK và CNK dương tính. Thế thì bệnh nhân này được chẩn đoán là đợt cấp suy thận mạn do cái tình trạng viêm mạch ANCA trên nền một cái bệnh nhân tăng huyết áp suy tim có thiếu máu thiếu sắt cộng với viêm phổi. Thì có hợp lý không? Theo các em chẩn đoán như vậy thì có hợp lý không? Bupropion của bệnh nhân thì không thay đổi. Như vậy ở trên cái nền này người ta cũng đã nghĩ hết, vì nằm ở tim mạch người ta cũng nghĩ hết là có phải bệnh lý mạch vành không, cơn mạch vành cấp, cơn nhồi máu cơ tim cấp hay không. Người ta cũng đã làm tất cả các xét nghiệm để chẩn đoán. Thì không có cái yếu tố về bệnh lý mạch vành. Tình trạng siêu âm tim thì vẫn ở trong cái giới hạn như vậy. Nhưng mà vì cái tình trạng phổi này, phù phổi và ho máu rất là nhiều, rồi cộng với các vô niệu và suy thận cấp lên rất là nhanh, bắt buộc là phải người ta phải lọc máu cấp cứu. Thế khi mà lọc máu cấp cứu ở bệnh nhân này, khi mà lọc máu cấp cứu thì sau khi huyết áp ổn định, bệnh nhân vẫn còn cái tình trạng ho máu. Bởi vậy là mới nghĩ tới cái tình huống là có phải, cũng nghĩ tới cái tình huống là có phải tắc mạch phổi không, nhưng mà tắc mạch phổi thì bệnh nhân không thể cải thiện được ngay, đúng không ạ? Mà trong cái tình huống bệnh nhân rất là nặng, người ta không đưa bệnh nhân đi chụp động mạch phổi được. Thế còn chụp cắt lớp thì người ta chỉ thấy là hình ảnh có cái tăng áp của cái mờ lan tỏa hai bên, có tràn dịch nhẹ hai bên. Bệnh nhân này suy tim toàn bộ thì cũng không EF thì rất là thấp. Bệnh nhân này có một cái suy tim. Tuy nhiên đã được điều trị tích cực theo cái hướng suy tim và bệnh nhân được lọc máu rồi là điều trị tăng huyết áp rất là tốt. Nhưng mà cái tình trạng ho máu vẫn liên tục và người ta ho máu rất là nhiều lần. Sau đó thì được xét nghiệm và cái PNK, CNK dương tính rất là mạnh. Cũng đã hướng tới cái chẩn đoán là có phải suy tim gây ra tình trạng suy tim nặng và phù phổi như thế không. Nhưng bệnh nhân đã được làm lại siêu âm tim thì cái chức năng tim không có thay đổi nhiều. Huyết áp bệnh nhân được điều trị bằng bơm tim điện hạ áp, sau đấy dùng thuốc viên thường thì có khống chế được. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn tiếp tục khó thở, tăng huyết áp, có khó thở và có ho máu rất là nhiều. Vì vậy là người ta không nghĩ tới hướng tới cái tình trạng bệnh nhân suy tim gây ra những cái dấu hiệu triệu chứng như thế này. Cộng thêm cái tình trạng thiếu máu rất là nhiều và bắt buộc người ta ngoài cái truyền sắt xong rồi người ta phải truyền khối hồng cầu nhiều lần. Thế thì ở bệnh nhân như thế này, không phải là một cái suy tim toàn bộ, bệnh nhân này vẫn không phải nằm ở trong bệnh cảnh của suy tim toàn bộ.
vì bệnh nhân cũng không có cái gan to, cũng không có các cái dấu hiệu của cái suy tim phải. Mặc dù huyết áp động mạch phổi thì cao, nhưng không phải cứ bệnh nhân nào cứ tăng áp động mạch phổi cũng có 35 thì cũng không phải là quá cao so với các cái bệnh nhân khác, và người ta không có cái dấu hiệu ở trên lâm sàng thì mình không thể khẳng định người ta là có suy tim phải được, để mà chẩn đoán suy tim toàn bộ được, đúng không ạ? Thế thì bệnh nhân này ở đây các bệnh nhân, các em nói là bệnh nhân nữ 72 tuổi ít nghĩ về mạch, nhưng mà trên thực tế lâm sàng tất cả các tình huống đều có thể xảy ra, tất cả các tình huống đều có thể xảy ra, và kể cả những cái bệnh nhân trên 70 tuổi vẫn có những cái lupus, và chúng tôi đã gặp những bệnh nhân lupus mà nam giới 74 tuổi và bệnh nhân nữ lupus 68 tuổi, và điều trị của tôi và 7 năm nay, theo 7 năm nay thì chẩn đoán là lupus. Thế thì bệnh nhân này là một cái bệnh nhân nữ cũng rất là khó, bệnh nhân cực kỳ khó, là vì người ta vào tim mạch vì tăng huyết áp. Đầu tiên thì vào tim mạch vì tăng huyết áp thì suy tim, suy thận rất là nhẹ và diễn biến rất là nhanh chóng. Và vậy thì theo các em là cái viêm mạch này nó có liên quan đến cái gì không? Các bạn nào thử nói cho cô, nếu là viêm mạch có cái yếu tố nguy cơ hay là có cái gì mà nó để mình định hướng là trên một cái bệnh nhân có gặp viêm mạch thì có những cái nguy cơ gì, trên nền những cái yếu tố gì có thể gây ra viêm mạch? Nào, bạn nào ghi cho cô xem một số các yếu tố thuận lợi gây viêm mạch là gì? Nhiễm trùng, thuốc, bệnh lý hệ thống, đây cũng là một dạng bệnh lý hệ thống đấy, có yếu tố nguy cơ có thể thuận lợi là nhiễm trùng, thuốc, đúng không ạ? Thể có nhiễm trùng đường hô hấp trên cũng là một cái yếu tố thuận lợi, hoặc là do dùng cái thuốc bất thường. Một số cái thuốc giống như thuốc thủy ngân hay là cái thuốc mà chống viêm giảm đau nâu xê thì người ta không thấy là chống viêm giảm đau nâu xê là một cái yếu tố nguy cơ của cái bệnh hệ thống, mà có thể là những cái thuốc vàng hay là thủy ngân gì đó, thì đó là những cái yếu tố nguy cơ. Thế thì ở đây bệnh nhân này thì cũng có một cái yếu tố là bệnh nhân có cái viêm phế quản phổi khi trước hồi kia vào viện, đúng không ạ? Vậy thì điều trị thì theo các em sẽ điều trị như nào? Điều trị như thế nào ở bệnh nhân này?
phân biệt được bệnh tiên phát hay thứ phát không? Theo các em thì ở đây là tiên phát hay thứ phát? Mình không tìm thấy cái yếu tố gì gây ra thì rất là khó để phân biệt là nguyên phát hay thứ phát, đúng không? Và cái việc tìm nguyên tiên phát hay thứ phát ở đây nó cũng không quan trọng nữa rồi. Trong tình huống khẩn cấp như này thì không quan trọng cái phân biệt là tiên phát hay thứ phát nhá. Bây giờ theo các bạn thì sẽ điều trị như thế nào? Ngoài các cái điều trị cơ bản là bạn phải điều trị hạ áp đúng không? Bạn phải điều trị để can thiệp về chức năng tim, lọc máu, đúng không? Bù albumin chẳng hạn. Rồi kháng sinh ra thì phải có corticoid và ức chế miễn dịch, thay huyết tương, lọc máu và corticoid. Cyclophosphamide. Dùng như thế nào? Dùng như thế nào? Về mặt lý thuyết thì thuốc thang thì như thế, nhưng mà các em sẽ điều trị cụ thể như thế nào? Ở bệnh nhân này thì cái điều trị cơ bản của các bệnh nhân bệnh lý viêm mạch là thứ nhất là phải lọc huyết tương, thứ hai là sử dụng corticoid liều cao hay là bolus corticoid phối hợp với cyclophosphamide truyền tĩnh mạch hoặc các thuốc chế miễn dịch khác, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà điều trị nhì nhằng, chỉ điều trị như một cái viêm phổi sau đấy tăng huyết áp và chỉ lọc máu thôi thì không có hiệu quả. Đúng không? Thế thì cô sẽ giới thiệu luôn cái phần về viêm mạch để chúng ta nắm sơ qua, khái quát về viêm mạch, đúng không? Là cái nhóm bệnh lý có đặc điểm chung là viêm hoại tử thành mạch máu dẫn đến tắc nghẽn của lòng mạch và tổn thương mô, cuối cùng là suy các cơ quan. Nó có thể phân loại phụ thuộc vào kích thước mạch máu, cơ quan tổn thương hay nguyên nhân là nguyên nhân nguyên phát hay thứ phát. Về đặc điểm huyết thanh, thế còn lâm sàng thì rất là đa dạng, phụ thuộc vào kích thước và mức độ tham gia của các mạch máu bị tổn thương. Và triệu chứng nó thường không đồng hiệu. Các em thấy là triệu chứng của bệnh nhân này nó lẫn với rất là nhiều các loại bệnh lý khác nhau và nó không hề đặc hiệu. Bệnh nhân có cả hao máu, đúng không ạ? Và lại có cả xuất huyết hồng cầu ở trong nước tiểu. Đấy. Như vậy là cái tổn thương phổi, tổn thương thận là rất là rõ ràng. Cộng với cả thiếu máu, mặc dù bệnh nhân là có thiếu sắt, tuy nhiên nó cũng đánh vào cái hệ thống huyết học, đúng không? Thứ hai là sinh lý bệnh thì nó cũng theo cái cơ chế của bệnh lý hệ thống, nó phải qua một cái đánh vào cái phương pháp miễn dịch và có cái kháng thể, kháng nguyên, rồi qua trung gian tế bào T. Đầu tiên nó gây tổn thương thành mạch, gây dày thành mạch và làm mỏng thành mạch máu. Sau đấy thì hẹp lòng mạch hoặc tắc nghẽn, gây ra các cái thiếu máu của cơ quan. Và có thể cái tổn thương mạch nó gây ra phình mạch hoặc là phá hủy lòng mạch, gây ra thoát hồng cầu ra tổ chức. Đúng không ạ? Bệnh nhân này thì không có những cái chấm nốt xuất huyết gì ở dưới da, mặc dù vậy là lại biểu hiện dưới là tổn thương gì? Xuất huyết phổi, đúng không ạ? Xuất huyết và xuất tiết tại phổi cũng như là có hồng cầu trong nước tiểu. Thế thì phân loại của viêm mạch ở bệnh nhân của mình thì nó sẽ là viêm mạch gì? Bệnh nhân của mình là viêm mạch gì? Thường của bệnh nhân của mình nó sẽ xếp vào mạch vừa và mạch nhỏ, đúng không ạ? Mạch vừa có thể là viêm nút đa động mạch. Đấy, còn mạch nhỏ thì là viêm đa mạch, có PNK, CNK dương tính. Rồi các bệnh phức
hợp miễn dịch khác như là viêm mạch do cloruromin huyết và bệnh kháng bằng đáy cầu thận hay là bệnh thận IgA. À, cô Quê nói là cái bệnh nhân nữ này thì cái xét nghiệm về IgA của bệnh nhân bình thường. Mặc dù lúc nãy có một bạn nói rằng là có thể nghĩ tới việc bệnh thận IgA, bệnh thận IgA vì có hồng cầu trong nước tiểu. Ồ, tuy nhiên ở bệnh nhân này thì không hướng tới cái bệnh thận IgA và cũng không có công cụ gì để chẩn đoán cái viêm thận IgA, bởi vì là với viêm thận IgA mình chỉ có thể sinh thiết thận được thôi, đúng không ạ? Chỉ có thể sinh thiết thận để chẩn đoán chính xác. Đấy. Mặc dù là một cái bệnh thận IgA nó cũng có thể gây ra các cái biến chứng, tức là tổn thương cầu thận tiến triển nhanh, cũng có thể nằm trong bệnh lý của bệnh thận IgA. Tuy nhiên ở bệnh nhân này về mình có cái xét nghiệm là có cái VNK, CNK dương tính, cho nên mình hướng tới chẩn đoán là bệnh lý viêm mạch luôn, đúng không ạ? Bệnh viêm mạch ANK luôn. Mình không đề xuất đến chẩn đoán là bệnh mạch IgA nữa. Một cái bệnh viêm mạch cryoglobin huyết thanh liên quan viêm gan C thì lúc nãy các bạn cũng có đề xuất là làm viêm gan, thì bệnh nhân là viêm gan B và viêm gan C thì âm tính. Thế đây, cái bệnh viêm mạch ANK thì là liên quan đến kháng thể kháng bạc tương của bạch cầu đa nhân trung tính, protein base và myeloperoxidase. Đấy. Và liên quan đến các mạch máu nhỏ của đường hô hấp và thận. Thì đây là một cái loại kháng thể tự miễn và bản chất là các IgG. Và để phát hiện các cái kháng thể kháng bạc tương này thì nó có hai cái thành phần đích, là một là VNK là cái kháng nguyên ở quanh nhân, và CNK là kháng nguyên của tế bào. Đang làm bài tí gọi là. Thế thì chúng ta sẽ có thể là xét nghiệm để làm miễn dịch hình quang hoặc là xét nghiệm ELISA đặc hiệu để phát hiện ra hai cái loại PNK và CNK này. Một cái là nhạy với các protein 3 thì sẽ phân bố khắp bào tương, và một loại thì nhạy với myeloperoxida thì phân bố quanh nhân tế bào. Thì có khoảng 5-20% bệnh nhân có viêm mạch thì có ANK âm tính, và 40-50% bệnh nhân có viêm mạch và viêm mạch EPGA có ANK âm tính. Và ANK có thể dương tính cả ở những bệnh nhân đã lùi bệnh. Như vậy rất may mắn ở bệnh nhân này của chúng ta là xét nghiệm PNK và CNK dương tính để chúng ta có thể chẩn đoán rõ, đúng không ạ? Cũng là một cái may mắn, bởi vì nếu mà nó âm tính thì chúng ta lại phải loay hoay đi tìm tiếp, rất là mệt. Thì đây là cái hình ảnh của cái MPO ANK và PR3 ANK, đúng không? Thế còn nếu như sinh thiết thận thì chúng ta sẽ thấy là hoại tử dạng sơ huyết, hình ảnh của liềm tế bào và tổn thương phá vỡ các cái bao man ở phía trên bên trái này. Đấy. Đây là các cái tổ chức hoại tử, xuất huyết hoại tử hết ở trong màu đỏ. Và đây là hình ảnh của cái động mạch vùng tiểu thùy. Đấy, nó bị phá vỡ cái thành mạch máu. Đầu tiên nó làm mỏng và sau đấy nó phá vỡ và xâm nhập vào cái tế bào xuất huyết, tơ huyết, tế bào bạch cầu, tế bào hồng cầu ở trong lòng mạch. Thế thì phác đồ điều trị ở những cái bệnh nhân mà bị viêm mạch ANK mà có tổn thương cầu thận thì người ta sẽ điều trị plasmapheresis là lọc huyết tương. Này, thì hôm trước cô đã giảng cái bài lọc huyết tương rồi, đúng không ạ? Đấy, thì cô không nhắc lại nữa. Thứ hai, người ta sẽ có corticoid pantherapy là 500mg trên một ngày nhân với 3 ngày. Sau đấy người ta sẽ duy trì bằng prednisolone 1mg trong 4 tuần. Đấy. Trong vòng 3 hoặc là trong vòng 3-4 tháng. Sau người ta sẽ giảm liều dần. Thứ hai là người ta có thể dùng phối hợp với cyclophosphamide chuyển tĩnh mạch 0,75g trên mét vuông
và cứ mỗi 3 đến 4 tuần một lần, tức là khoảng 1 tháng một lần. Đấy. Người ta yêu cầu là cái giảm cái liều tới 0,5 mg trên mét vuông nếu như tuổi trên 60 và mức lọc cầu thận là dưới 20. Như vậy bệnh nhân của mình nếu mà dùng thì chúng ta chỉ dùng liều 0,5 gram trên mét vuông thôi. Đúng không ạ? Đấy. Người ta phải đánh giá cái đáp ứng và cái tác dụng phụ mỗi 2 lần. Nếu như mà cần mà cái bạch cầu máu ở trên 3000 thì người ta mới xem xét để chuyển cái tiếp theo. Còn nếu bạch cầu máu mà thấp dưới 3000 thì ta sẽ phải tạm dừng chuyển cho cyclophosphamide. Thế thì đây là cái đặc điểm lâm sàng theo cái xét nghiệm mà ANCA và xét nghiệm mô bệnh học. Ở đây có rất là nhiều các nhóm bệnh nhân thì chúng ta thấy là các xét nghiệm nó dương tính ở khoảng 58,7% MPA, GPA là 25,6%, đúng không ạ? MPO đây. Còn PR3 thì là ở 41,3% và 74,4%. Thế thì như vậy là cái tổn thương thận ở đây người ta thấy là khoảng 99,7 rồi là 94,1%, tổn thương phổi là 41,3% và 61,6%. Như vậy là rất may mắn bệnh nhân của chúng ta làm là xét nghiệm dương tính, chứ còn một số bệnh nhân làm là vẫn có xét nghiệm âm tính. Thế và cuối cùng là phác đồ điều trị là như thế này. Nó có thể xuất hiện các cái suy thận và xuất huyết phổi, hoặc là không có xuất huyết phổi thì chúng ta sẽ có những cái phác đồ điều trị cụ thể. Có thể dùng methylprednisolone và cyclophosphamide truyền tĩnh mạch hoặc rituximab. Đấy. Rituximab thì nếu mà có điều kiện chúng ta có thể dùng, vì người ta thấy dùng rituximab cũng có hiệu quả ở những cái bệnh nhân này. Tuy nhiên cái rituximab thì cái giá thành nó còn cao, giá thành nó cao. Và cái việc điều trị ta sẽ truyền sau mỗi 4 ngày một lần điều trị. Vậy ít nhất là 4 đợt truyền rituximab. Tuy nhiên là vì nó rất là đắt, cho nên là với chúng ta chưa theo đuổi được cái phác đồ rituximab này. Thế còn những cái thuốc mà vẫn có hiệu quả là corticoid, bolus và cyclophosphamide bolus cộng với cái lọc huyết tương. Thế thì ở bệnh nhân vừa rồi của chúng ta là bệnh nhân nữ 72 tuổi đấy, sau khi được lọc huyết tương 8 lần, bolus corticoid 500mg 3 ngày liên tục và truyền cyclophosphamide thì cái đáp ứng điều trị rất là ngoạn mục. Creatinine bệnh nhân xuống còn 150, bệnh nhân huyết phù, đi tiểu rất là tốt, tức là chức năng thận thì hồi khá ổn định và hồng cầu thì lên tốt, cũng như là huyết áp thì mình phải điều trị rất là tốt. Và đến giờ thì bệnh nhân vẫn đang được theo dõi và cứ mỗi tháng một lần thì vào truyền cyclophosphamide. Thế thì cô giới thiệu một cái bệnh án như thế để chúng ta thấy rằng là không phải cứ bệnh nhân chỉ vào khoa thận đâu, người ta có thể vào bất kỳ các cái chuyên khoa nào. Các bạn có thể đi khắp nơi các bạn có thể gặp, chứ không phải cái bệnh hệ thống là các bạn lại có thể chỉ gặp ở dị ứng hay là người ta vào thận. Đấy, chứ rõ ràng là bệnh nhân này người ta vào một cái nơi chẳng nghĩ gì đến cái bệnh lý hệ thống, đúng không? Là cái chuyên khoa tim mạch. Và thực ra là vì lúc đầu nằm ở chuyên khoa tim mạch và chính vì cũng chỉ chăm để điều trị về cái phần tim mạch, cho nên là nó cũng sẽ bỏ qua một số các cái triệu chứng. Tiên lượng cái bệnh nhân này thì trước mắt thì là tốt, còn về lâu dài thì mình còn phải theo dõi. Nhưng mặc dù vậy là bệnh nhân nữ nhiều tuổi nhưng mà đáp ứng rất là tốt. Và creatinine thì đến thời điểm hiện nay chỉ có khoảng 150-170 thôi, quanh quanh 150-170. Thế thì chúng ta còn có ý kiến gì nữa không?
Trường hợp này thì rất là hay và cũng rất là khó, không phải là lúc nào cũng nghĩ tới ngay. Bệnh nhân này lúc nãy thì các em hỏi có phải gút Pasteur không, nhưng cứ gút Pasteur có tổn thương thận, có tổn thương phổi. Tuy nhiên là bệnh nhân lại có cái PNK CNK, nếu như gút Pasteur thì thường PNK CNK sẽ nghĩa là âm tính, đúng không ạ? Mặc dù là gút Pasteur thì phải xét nghiệm kháng thể, kháng màng đáy cầu thận, kháng màng phổi ở trong máu, nhưng mà mình hiện nay ở Việt Nam mình chưa làm được cái xét nghiệm kháng thể để chẩn đoán gút Pasteur. Đấy. Bệnh nhân này cũng không thể có chỉ định sinh thiết được, đúng không? Thứ nhất là tình trạng bệnh nhân rất là nặng, thứ hai là bệnh nhân cũng nhiều tuổi rồi và có nhiều nguy cơ biến chứng của cái việc sinh thiết, nên là mình xét nghiệm rồi thì mình sẽ chẩn đoán cái bệnh nhân như vậy. Chúng ta còn có cái ý kiến gì nữa không? À, bệnh nhân này cái tủy giảm sinh thì nó là giảm sinh cái dòng hồng cầu như vậy, nhưng mà cái bệnh nhân này hồng cầu lưới thì ta vẫn bình thường. Hồng cầu lưới bình thường với em phải biết là rất là nhiều loại bệnh lý mà cứ người ta cứ chẩn đoán là cái tủy giảm sinh. Thế bệnh nhân này sau đấy thì có được sinh thiết tủy thì cũng không có gì bất thường. Cho nên là mình cũng không có một cái, bên huyết học người ta cũng không có một cái chẩn đoán gì rõ ràng. À, bệnh nhân này cái tủy giảm sinh có lẽ là nó một cái phản ứng thôi, đúng không? Trên một cái tình trạng nhiễm trùng, đúng không ạ? Ai mà mất dinh dưỡng, thiếu máu, thiếu sắt quá nhiều. Hiện tại thì cái hemoglobin của bệnh nhân là khoảng 100, hemoglobin thường loanh quanh giữa 101 và 105. Kiểm soát huyết áp thì ở bệnh nhân này thì các em cũng như các bệnh nhân khác thôi. Các em phải tuân theo các cái chống chỉ định thông thường thôi, chứ cũng không có cái gì đặc biệt lắm, đúng không ạ? Vì huyết áp của bệnh nhân này ở cái giai đoạn là bệnh nặng là ra mình không lưu ý điều chỉnh huyết áp, cũng như điều chỉnh chế độ ăn, dịch đưa vào, cộng với cái tổn thương cấp tính của viêm mạch thôi. Còn ý kiến gì nữa không? Bệnh nhân này vẫn vì sao vẫn được duy trì bằng bằng cái gì nhỉ? Vẫn đang dùng Amlo, bệnh nhân vẫn đang dùng Amlo. Vẫn Amlo 5mg 2 viên một ngày. Và sau đấy thì bên chuyên khoa tim mạch người ta ở cái thời điểm mà chức năng thận ổn định thì họ cũng có khuyến cáo là dùng thêm một cái viên Micardit 40mg. Thì bệnh nhân có được dùng thêm Micardit 40mg một viên một ngày để duy trì cái chức năng tim nó tốt. Thế thì khi mà dùng Micardit hoặc là dùng chế men chuyển nào khác đấy thì các em phải theo dõi lại chức năng thận rất là chắc. Một tuần ít nhất phải làm 2 lần để xem là có cái thay đổi chức năng thận hay không. Cái gì là dụng này cả 1 triệu. Ca nào đấy? Bởi vì thế này anh hiểu nhé, bệnh nhân diễn biến khá là nhanh, trong vòng có một tuần thôi. Cái tuần trước ấy đi khám xong ấy, đấy, xét nghiệm nó như thế. Thế nhưng qua mình khám thì mình thấy rằng là chắc chắn là nó có diễn biến thì cộng những chung chân này. Thế thì em mới làm. Làm nhưng mà về thì nghĩ là do những chuyện mang như thế. Tổng, ta đấy chảy máu đấy. Thì chị chưa phát hiện ra cái chỗ. Không, em cũng không biết. Cái khi em bảo ông lật lên. Rồi. Đang bàn thảo với ca nào đấy? Sao sao bàn thảo với ca nào đấy? Nếu như không có ý kiến gì về ca bệnh này nữa thì cô thôi nhá, cô sẽ dừng bài này đây nhá. Đó, cảm ơn cô ạ. Ừ, rồi chào các em. Em chào cô. Ừ. Em cảm ơn cô ạ. Ờ, chào các em. Em chào cô ạ. Em cảm ơn cô ạ. Em chào cô ạ, em cảm ơn cô.